để ôn tập các phần đã học. Chúng mình cùng làm bài tập ở phần luyện tập nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi,
Bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Lúc ban đầu, trong thùng có 36 lít dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng 1/3 số dầu đã có. Như vậy, trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.